Xin mến chào quý vị quay trở lại với tin Người Việt Canada, bản tin ngày 7 tháng 4. Chúc quý vị và gia đình mọi điều bình an và may mắn. Và thưa quý vị, sau một tuần thì thời tiết mưa và tuyết ở hầu hết các thành phố Canada, thì hy vọng quý vị cũng đã có được một khoảng thời gian tận hưởng thời tiết nắng ấm của cuối tuần. Và trong tuần tới thì có vẻ là thời tiết sẽ là mùa xuân đến với tất cả các thành phố tại Canada. Chúc quý vị mọi điều tốt đẹp và mời quý vị theo dõi tin tức cập nhật trong buổi tối ngày hôm nay. Thông tin mới nhất thưa quý vị, Thủ tướng Justin Trudeau đã công bố thêm hàng tỷ đô để có thể xây dựng năng lực AI của Canada. Chính phủ đảng tự do đã dành thêm 2,4 tỷ đô trong ngân sách sắp tới để xây dựng năng lực về trí tuệ nhân tạo. Và phần lớn trong số đó trị giá 2 tỷ đô sẽ được chuyển vào một quỹ nhằm mục đích cung cấp quyền truy cập vào khả năng tính toán và cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Và Thủ tướng Trudeau, thưa quý vị, đã đưa ra thông báo này vào ngày hôm nay tại thành phố Montreal như một phần trong chuyến công du trước ngân sách của chính phủ ông. Đảng Tự do đã và đang lập một kế hoạch tài chính ngày 16 tháng 4 với một loạt những điểm dừng theo phong cách chiến dịch trên khắp đất nước. Vào tuần trước, thì rất nhiều chi tiết như quý vị đã biết trong số đó tập trung vẫn là những vấn đề về nhà ở, bao gồm cả tiền để giúp đỡ xây dựng các căn hộ và những căn nhà cho thuê với giá cả phải chăng. Bộ trưởng nhà ở liên bang ông Sean Fraser cũng đã cho biết rằng kế hoạch nhà ở đầy đủ sẽ được công bố trước ngân sách, tức là trước ngày 16 tháng 4 và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thưa quý vị. Trong khi đó, thì những người biểu tình chống thuế carbon vẫn đang tiếp tục chiến dịch ở phía tây thành phố Calgary. Và cuộc biểu tình chống thuế carbon ngay bên ngoài Calgary đã bổ sung thêm một số biển báo mới. Một tấm biển mang tựa đề Rìu thuế khổng lồ hiện nay đã được treo trên cần cẩu ở phía dưới những người tham gia đăng độ xe tại giao lộ quốc lộ 1 và quốc lộ 22. Và khẩu hiệu đó do lãnh đạo đảng bảo thủ liên bang là ông Bolivar đã đặt ra để giải thích cảm xúc của ông đối với những chính sách đang gây tranh cãi. Còn những người biểu tình thì những người tự gọi mình là cuộc biểu tình toàn quốc chống thơ carbon đã cam kết tiếp tục sự kiện này cho đến khi nào đạt được mục tiêu bất kể là thời gian bao lâu. Và trên trang web của mình, nhóm đã cho biết Sứ mệnh của mình đó là xóa bỏ thuế carbon ngay lập tức mà không thay thế bằng bất kỳ một hình thức thuế nào khác. Cũng vào tuần trước thì OCMB cũng đã đưa ra một tuyên bố khuyên rằng người lái xe ở Cochrane của Alberta nên lưu ý về khả năng sẽ bị chậm trễ vào cuối tuần không có báo cáo nào về bất kỳ một sự gián đoạn giao thông nào đã diễn ra. Và OCMB của Alberta cũng như là các tổ chức đối tác sẽ có mặt để có thể bảo đảm rằng những tác động đến khách du lịch sẽ được giảm thiểu và bảo đảm rằng tình trạng gián đoạn giao thông sẽ không ảnh hưởng đến an toàn công cộng. Tiếp theo vẫn là những tin tức liên quan đến Alberta. Nếu như cắt giảm thuế xuất xuống 8%, thì sẽ tiết kiệm cho các gia đình tại đây 1.500 đô. Theo báo cáo từ Viện Fraser, thì mức thuế thu nhập cố định 8% sẽ khiến cho Alberta trở nên cạnh tranh hơn và tiết kiệm hơn cho người dân 1.500 đô mỗi năm. Giảm thuế xuất là lời hứa mà Thủ hiến Daniel Smith cũng đã đưa ra với cử tri trong cuộc bầu cử năm 2023. Tuy nhiên, thưa quý vị, trong quan sách 2024 vừa qua, người dân được thông báo rằng họ sẽ phải đợi cho đến năm 2026 để xem khung thuế thu nhập mới dành cho những người có thu nhập lên tới 60.000 đô và tỷ lệ mới sẽ là 9%. Theo một trang web của chính phủ, vào năm 2027 thì tỷ lệ này có thể giảm xuống còn 8%. Báo cáo của Viện Pfizer đã cho biết rằng 10 năm trước, tỉnh bang Alberta có một mức thuế thu nhập cố định là 10% cho các doanh nghiệp và cá nhân. Đây là một lợi thế mạnh mẽ khiến cho Alberta đã trở thành một nơi hấp dẫn để có thể bắt đầu kinh doanh, làm việc và đầu tư. Đồng thời cũng lưu ý rằng các chính sách thuế do đảng NDP đưa ra vào năm 2015 đã làm phức tạp hệ thống thuế tại đây. NDP của Alberta đã đưa ra một hệ thống năm khung và tăng thuế suất thu nhập doanh nghiệp cũng như là cá nhân lên 12%. Những thay đổi lúc đó đã khiến cho Alberta có mức thuế thu nhập cá nhân cao thứ 10 ở Bắc Mỹ và Alberta ngang bằng với Hawaii về mức thuế thu nhập cá nhân cao thứ 10 ở Bắc Mỹ ở mức 48%. Và mặc dù thấp hơn so với các tỉnh khác ở Canada ngoài trừ Saskatchewan là 47,50%, nhưng mà nó vẫn cao hơn mọi tiểu bang của Hoa Kỳ ngoài trừ California là 50,30%. Các tác giả cũng lưu ý rằng năm 2020, thì thủ hiến lúc bấy giờ là Johnson Kenny cũng đã giảm thuế suất doanh nghiệp xuống còn 8% và trở thành mức thấp nhất ở Canada. Bước hợp lý tiếp theo đó là hủy bỏ việc tăng thuế thu nhập cá nhân và quay trở lại hệ thống thuế thu nhập cá nhân một mức và nếu như mức thuế thu nhập cá nhân hằng đầu của Alberta giảm xuống còn 8%, thì đó sẽ là mức thấp nhất ở Canada với 6,50 điểm phần trăm thôi quý vị. và liên quan đến việc đánh thuế thu nhập cá nhân, thì những người lao động có tay nghề ít được khuyến khích làm việc tại Alberta hơn. đồng thời nó cũng giải thích rằng những cá nhân có thu nhập càng cao thì họ sẽ phải trả càng nhiều thuế dựa trên hệ thống như hiện tại. và nếu như hệ thống thuế thu nhập cá nhân năm khung được đưa trở lại hệ thống thuế suất duy nhất ở mức là 8%, thì sự không khuyến khích này sẽ giảm đi trong suốt quá trình mà phân phối thu nhập. Hủy bỏ mức tăng thuế thu nhập cá nhân năm 2015 và thực hiện mức thuế thu nhập cá nhân cố định một khung là 8% sẽ giúp khôi phục lại khả năng cạnh tranh về thuế của Alberta và giữ nhiều tiền hơn cho người dân của tỉnh bang. Năm 2023, trong chiến dịch tranh cử, Basmic cũng đã hứa rằng nếu như bà đắc Tái đất cử thưa quý vị, thì chính phủ của bà sẽ đưa mức thuế đối với những người mà có thu nhập từ 60.000 đô trở xuống xuống còn 8%. Và điều này có nghĩa là mỗi người dân Alberta kiếm được hơn 60.000 đô trở lên sẽ tiết kiệm được khoảng 760 đô, hơn 1.500 đô cho mỗi gia đình. Và những người dân Alberta có thu nhập dưới 60.000 đô sẽ được giảm 20% tiền thuế cấp tỉnh theo đợt cắt giảm thuế này. Và thưa quý vị, 1 phần 3 hoặc là nhiều hơn số đơn xin tị nạn là của người Mexico tại các sân bay của thành phố Montreal, Calgary trong 5 năm qua. Dữ liệu mới từ Bộ Di trú Canada đã cho thấy rằng du khách Mexico chiếm từ 1 phần 3 trở lên trong số những đơn xin tị nạn được thực hiện tại các sân bay của thành phố Montreal và Calgary và việc mà công bố các số liệu này diễn ra sau thông báo của nội các vài tuần trước đó về việc mà gia hạn các yêu cầu về thị thực đối với du khách Mexico. Từ năm 2019 đến năm 2023, thì người Mexico chiếm 40% số đơn xin tị nạn được đưa tại sân bay quốc tế Moran và 31% số đơn tại sân bay Calgary. Theo hồ sơ được lập trong Hạ viện vào ngày 18 tháng 3, và tỷ lệ phần trăm được tính toán dựa trên tổng số là 49.799 người yêu cầu xin tị nạn ở thành phố Montreal và trong đó có 23.058 người là người Mexico và tổng số 1.806 người yêu cầu tị nạn ở Calgary, trong đó 555 người là người Mexico theo thông tin cho biết. Và các số liệu này được tiết lộ nhằm đáp lại cuộc điều tra vào ngày 29 tháng 1 do nghị sĩ đảng bảo thủ là Larry Maguire đã đề trình và người đã yêu cầu về số lượng đơn xin tị nạn được đưa ra tại các sân bay nhập cảnh của Canada trong 5 năm qua được chia theo các sân bay. Và ông cũng muốn biết có bao nhiêu người đã được cấp, đã bị từ chối hoặc là vẫn đang chờ quyết định. Tỷ lệ này thấp hơn tại sân bay quốc tế Toronto Pearson với khoảng 13% tổng số người yêu cầu từ Mexico và 4.741 trong số 37.207 người yêu cầu. Và sân bay quốc tế Vancouver với khoảng 12%, 838 người trong tổng số là 7.280 người yêu cầu đơn xin tị nạn. Và Bộ trưởng Di trú Mark Miller vào tháng 2 cũng đã thừa nhận số đơn xin tị nạn từ Mexico đã tăng đột biến đáng kể. Vào ngày 29 tháng 2, ông tuyên bố liên bang sẽ khôi phục yêu cầu đối với công dân Mexico đến Canada bằng đường hàng không phải có thị thực du lịch trừ khi mà họ đáp ứng các tiêu chí khiến họ được miễn thị thực và đủ điều kiện để xin giấy phép du lịch điện tử. Và biện pháp này diễn ra sau nhiều tháng thảo luận giữa hai nước. Ông Miller nói rằng, chúng tôi cần cho Mexico vì tinh bạn của chúng tôi và cơ hội đã khắc phục mọi thứ. Và rõ ràng là điều này đã không được thực hiện nên là chúng tôi phải đưa ra quyết định của mình. Dữ liệu của Bộ Di trú, người tị nạn và quốc tịch Canada đã cho thấy, Số đơn xin tị nạn từ Mexico tăng mạnh sau khi mà đảng tự do của Thủ tướng Justin Trudeau đã dỡ bỏ yêu cầu thị thực đối với du khách Mexico vào năm 2016. Và các đơn xin tị nạn của công dân Mexico đã đạt đến một mức cao kỷ lục vào năm 2023, thưa quý vị. Vào thời điểm mà hệ thống tị nạn, nhà ở và các dịch vụ xã hội của Canada đang phải chịu một áp lực đáng kể. Và một bản tin vào ngày 29 tháng 2 của IRCC cũng đã cho biết lưu ý rằng phần lớn, tức là khoảng 60%, đã bị từ chối hoặc là bị người nộp đơn rút hoặc là từ bỏ. Chỉ riêng năm 2023, đơn xin tị nạn của công dân Mexico đã chiếm 17% tổng số đơn xin tị nạn được đưa ra trong năm đó. Và bản tin cũng cho biết thêm, tỷ lệ yêu cầu tị nạn của đất nước đã tăng đáng kể kể từ khi mà thị thực lần đầu tiên được dựa bỏ vào năm 2016. Từ 260 đơn xin vào năm 2016 cho đến con số kỷ lục đó là 23.995 đơn yêu cầu vào năm 2023 và thông báo của chính phủ được đưa ra trong bối cảnh mà thủ hiến của Quebec cũng đã lên tiếng lo ngại về dòng người xin tị nạn tràn vào tỉnh của ông. Ông Legault đã viết thư cho thủ tướng Trudeau vào tháng 1 năm 2024 và nói rằng tình hình đang gần đến điểm đột phá. Và IRCC cũng đã viết trong một tuyên bố phân tích những tác động về pháp lý vào ngày 26 tháng 2 rằng việc khôi phục thị thực cho những hành khách hàng không từ Mexico đã tiết kiệm cho người nộp thuế Canada khoảng 660 triệu đô mỗi năm trong 10 năm tới. Và tuyên bố cũng lưu ý rằng thị thực là một công cụ hiệu quả trong việc quản lý việc di cư vì người nộp đơn phải cung cấp tài liệu, chứng minh danh tính, mục đích du lịch cũng như là những bằng chứng rằng họ sẽ tuân thủ các điều kiện tạm trú ở Canada. Nội các cũ của đảng bảo thủ cũng đã đưa ra yêu cầu về thị thực vào năm 2009, khi mà số đơn xin tị nạn đạt 9.511 trong năm đó, nhưng mà chưa bằng một nửa con số của năm 2023. Khi mà tuyên bố được dờ bỏ quy định cấp thị thực cho du khách Mexico vào năm 2016, Thủ tướng Trudeau cho biết điều này sẽ có lợi cho cả hai nước. Và hành động này sẽ giúp những người bạn Mexico của chúng ta đến thăm Canada dễ dàng hơn, đồng thời phát triển nền kinh tế địa phương và củng cố cộng đồng của chúng ta. Và kết quả là thưa quý vị, nó đã tiêu tốn thêm tiền thuế của người Canada gần 1 tỷ đô mỗi năm. Tiếp đến một vấn đề về các khoản phí bổ sung trực tuyến đang gia tăng cho người Canada. Thưa quý vị, việc mà đặt hàng vận chuyển đối với Bưu điện Canada, Canada Post và quý vị có thể sẽ phải chịu một phụ phí nhiên liệu gần tới 25%. Mua vé xem phim hoặc là lên một kế hoạch du lịch thì tất cả đều phải có thể chịu các khoản phí ẩn mà sau đó sẽ được công bố vào giá cuối cùng của quý vị. Các nhà phê bình gọi đó là một định giá nhỏ giọt, một chiến lược bị coi là bất hợp pháp. Và người tiêu dùng giờ đây có quyền phản kháng bằng nhiều vụ kiện tập thể được đệ trình lên British Columbia. Nhằm vào hoạt động này, thưa quý vị, và luật sư tại Vancouver, người đã có liên quan đến một số vụ kiện tập thể về việc định giá này đã cho biết nhiều khả năng xảy ra nhiều vụ kiện khác trong những ngày tới. Người tiêu dùng bình thường không phải là nhà toán học và các công ty có một khối lượng thương mại lớn phải niêm yết giá một cách có ý nghĩa, không phải là theo cách lừa đảo và gây hiểu lầm như hiện nay. Con đường dẫn đến các vụ kiện đã được mở ra nhờ vào những thay đổi đối với đạo luật cạnh tranh liên bang vào tháng 6 năm 2022 và hiện được quy định rõ ràng những khoản phí và phụ phí không được tiết lộ, khiến cho giá được quảng cáo là không thể đạt được và là một hoạt động kinh doanh có hại. Các sửa đổi có nghĩa là người Canada hiện có thể sẽ tiến hành những vụ kiện tập thể để chống lại những công ty với một mức giá không thể đạt được thưa quý vị và sau đó áp dụng các khoản phí bắt buộc khi mà người tiêu dùng nhấn chuột để mua một sản phẩm hoặc là một dịch vụ. Công ty đang xử lý các vụ kiện về định giá nhỏ giọt để chống lại các cửa hàng, ví dụ như là cửa hàng bán hoa trực tuyến là Blumex hay là trang web du lịch Omeo và Cineplex. Trong một vụ kiện khác được đề trình lên tòa án liên bang Vancouver, thì khách hàng đã cáo buộc Canada Post đã vi phạm điều khoản chống định giá nhỏ giọt của đạo luật cạnh tranh với phụ phí nhiên liệu được cộng vào phí vận chuyển. Và trên trang web của mình, thì Canada Post hiện nay đã đưa ra 3 lựa chọn về giá cho việc giao hàng thường xuyên và việc mà chuyển phát nhanh hoặc là ưu tiên. Ví dụ nếu như quý vị gửi một gói hàng nặng 3kg ở Vancouver được liệt kê có giá là 14,11 đô cho việc vận chuyển thông thường, 17,91 đô cho vận chuyển nhanh 27,47 đô cho vận chuyển ưu tiên trước thuế. Nhưng mà bất kể là lựa chọn nào được chọn thì Bưu điện Canada sau đó sẽ có một cái phí bổ sung gọi là phí nhiên liệu lên tới 24,5% thưa quý vị. Giá trước thuế tăng lên 17,57 đô, 22,30 đô và 34,20 đô. Cục quan tranh Canada đã yêu cầu một số công ty và ngành công nghiệp xử lý những vấn đề định giá nhỏ giọt trên. Chẳng hạn như là việc xử lý phạt các công ty cho thuê xe hàng triệu đô la trong năm 2017 và 2018. Vào tháng 11 năm 2023, văn phòng đã công bố một mức phạt là 825.000 đô đối với công ty có tên là Ticket Nation vì họ đã định giá nhỏ giọt và phát hiện ra rằng công ty đã quảng cáo sai một mức giá và bị thổi phòng lên tới 50% do các khoản phí không được tiết lộ trước đó dành cho người tiêu dùng và Ticket master cũng đã bị phạt 4 triệu đô vào năm 2019 và người bán tại StubHub cũng đã bị phạt 1,3 triệu đô vì hành vi tương tự vào năm 2020. Và tiếp theo thưa quý vị, một vụ kiện tập thể khác đã được đề xuất, cũng được đề trình vào tháng trước tại Vancouver cáo buộc là Omeo quảng cáo sai mức giá thấp hơn trước khi mà thêm phí dịch vụ vào giá cuối cùng. Và điều đó đã dẫn đến một ví dụ về giá vé máy bay từ Vancouver đến Toronto được quảng cáo ban đầu ở trên website của Omeo với giá là chỉ 281 đô trước khi mà áp dụng những phí dịch vụ và khiến cho giá vé cuối cùng của quý vị lên hơn 300 đô. Và hiện nay, Canada Post, Omeo và Bloomberg không trả lời những yêu cầu bình luận và vụ kiện. Nguyên đơn chính trong vụ kiện là Bưu điện Canada đã từ chối bình luận và luật sư của họ cũng không trả lời yêu cầu bình luận. Cục Cạnh tranh Canada cũng đã từ chối yêu cầu phỏng vấn với báo chí hiện nay và nhiều thay đổi hơn đối với đạo luật cạnh tranh đang được Quốc hội thông qua. Và mọi người cho biết rằng họ sẽ cho phép người tiêu dùng yêu cầu bồi thường thiệt hại từ các công ty đã làm dụng sự thống trị thị trường của họ và các công ty đưa ra tuyên bố giả mạo về lợi ích môi trường của các sản phẩm hoặc là những dịch vụ của mình, chẳng hạn như là khẩu hiệu thân thiện với môi trường để tính thêm phí cho khách hàng. Và các quan chức nhà nước không nhất thiết có thể khởi tố mọi vụ việc do nguồn lực hạn chế nhưng mà những thay đổi về luật cạnh tranh cũng cho phép các công ty luật tư nhân thưa quý vị và nhiều người tiêu dùng trực tiếp truy tố các công ty. Khi quý vị là người tiêu dùng nhỏ, quý vị mất khoảng 1,5 đô hoặc là 3 đô hoặc là bất cứ một thứ gì, một số tiền nhỏ đối với một tập đoàn lớn thì quý vị nghĩ sự công bằng là như thế nào và họ đã kiếm được bao nhiêu tiền? Các vụ kiện tập thể xảy ra và họ khuyến khích các luật sư tập hợp một nhóm những người đã bị thiệt hại nhỏ lại, gọp thành một nhóm lớn và bắt đầu một vụ kiện, và bây giờ đột nhiên nền kinh tế phát huy tác dụng. Một câu kết luận mà cuộc cạnh tranh đưa ra thưa quý vị, nếu như quý vị là nạn nhân, quý vị có thể đòi được 50 đô, trong khi trước đây quý vị hoàn toàn không thể thực hiện được điều này. và julie hy vọng những thông tin vừa rồi là hữu ích với tất cả quý vị và ban biên tập rất vui khi mà nhận được những bình luận đóng góp cho bản tin ngày càng được hữu ích hơn cảm ơn quý vị chúc quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel tin người Việt Canada